Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin cập nhật lúc 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Mới đây, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước. Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, gây thiệt hại thất thoát rất lớn đến ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, ông Tất Thành Cang đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam. Ông Lê Văn Phước là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên đã vi phạm quy định của Đảng về vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, gây hậu quả rất nghiêm trọng và tham ô chiếm đoạt tiền của ngân sách nhà nước. Ông Phước đã bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định xử phạt 12 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản. Ban Bí thư cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang và ông Lê Văn Phước. Bộ Y tế vừa quyết định phân bổ vaccine COVID-19 AstraZeneca đợt 2, vaccine do COVAX hỗ trợ cho 63 tỉnh thành phố. Theo đó, 28 tỉnh thành phố khu vực phía Bắc sẽ được phân bổ 317.550 liều vaccine, trong đó thành phố Hà Nội có 53.350 liều, miền Trung có 68.700 liều được phân bổ tại 11 tỉnh thành. Khu vực Tây Nguyên có 49.000 liều phân bổ tại 4 địa phương. Miền Nam có tổng cộng 245.350 liều được phân bổ tại 20 tỉnh thành. Trong đợt này, lực lượng công an, quân đội cũng được nhận 110.000 liều vaccine. Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận vaccine, bảo quản theo quy định và triển khai tiêm chủng ngay khi tiếp nhận vaccine cho các đối tượng, hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 tới đây. Đối với các đối tượng đã tiêm vaccine đợt 1 thì triển khai tiêm mũi 2 khi đủ thời gian 4 tuần trở lên kể từ ngày được tiêm mũi 1. Đến nay, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cả nước đã thu thập được hơn 15 triệu hồ sơ căn cước công dân. Tiêu biểu một số địa phương đã thực hiện tốt vượt chỉ tiêu bao gồm thành phố Hà Nội, các tỉnh Thanh Hóa, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Bình Phước. Trong đó, Hà Nội là đơn vị dẫn đầu, vượt mốc 2 triệu hồ sơ. Để đạt mục tiêu dữ liệu công dân chính thức được chia sẻ với các bộ ngành vào tháng 7 năm nay, Bộ Công an đã đặt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân. Liên quan đến thông tin người dân ở xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng phải nộp lệ phí 100.000 đồng khi làm căn cước công dân gắn chip, Công an thành phố Hải Phòng khẳng định có việc này và đang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ xác minh làm rõ sự việc và sẽ xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm nếu có. Ngày hôm nay, khu vực miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới, tuy nhiên đây chưa phải là đợt lạnh đánh dấu sự kết thúc của mùa đông năm nay. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết tháng 4 vẫn còn vài đợt không khí lạnh yếu kèm theo mưa dông ở khu vực miền Bắc. Đặc biệt trong tháng 4 là thời kỳ chuyển tiếp sang mùa hè, do đó sẽ có những ngày xuất hiện mưa dông kèm theo các nguy cơ lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, nhất là ở các địa phương miền núi. Bên cạnh những đợt không khí lạnh yếu vẫn sẽ có những ngày trời nắng nóng. Trong tháng 4 này sẽ có khoảng 1 đến 2 đợt nắng nóng tập trung ở phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Bắc Bộ của khu vực Trung Bộ. Mỗi đợt xảy ra khoảng 2 đến 5 ngày và nắng không quá gay gắt. Biến thể của virus SARS-CoV-2 được xác nhận lần đầu tiên ở nước Anh hiện là chủng virus gây dịch COVID-19 phổ biến nhất ở Mỹ. Nhóm ứng phó với dịch bệnh COVID-19 của Nhà Trắng, tiến sĩ Crossland Walensky, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ cho biết, dựa trên những ước tính gần đây nhất từ dữ liệu của cơ quan này, biến thể B.1.1.7 hiện là chủng lây lan phổ biến nhất ở Mỹ. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy rằng biến thể lần đầu được phát hiện tại Anh lây lan mạnh hơn chủng virus SARS-CoV-2 ban đầu và có thể nguy hiểm hơn, gắn liền với tỷ lệ tử vong cao hơn. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ, hiện có 16.275 trường hợp được xác nhận mắc biến thể B.1.1.7 tại 52 bang vùng lãnh thổ của nước Mỹ. Nhật Bản tuyên bố hủy bỏ các sự kiện rước đuốc Thế vận hội Olympic đã được lên kế hoạch ở khu vực phía Tây của tỉnh Osaka do các ca mắc COVID-19 đã tăng cao kỷ lục. Thống đốc tỉnh Osaka Hirofumi Yoshimura cho biết, cơ quan y tế Nhật Bản lo ngại một biến thể mới của SARS-CoV-2 đang gây ra đợt lây nhiễm thứ tư, đặc biệt tăng vọt trong giới trẻ khi mà chương trình tiêm chủng mới ở giai đoạn đầu và chỉ còn 107 ngày nữa Thế vận hội Tokyo sẽ chính thức được khai mạc. Do đó, các hoạt động chạy rước đuốc trên đường phố sẽ bị hủy bỏ. Ông Hirofumi cảnh báo, chủng đột biến của virus lần này rất dễ lây lan và yêu cầu tất cả cư dân Osaka hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Hệ thống y tế ở Osaka đã quá tải với hơn 70% số giường là các ca bệnh nặng. Trong ngày 7 tháng 4, Osaka ghi nhận hơn 800 ca mắc mới. Đây là mức tăng cao kỷ lục, vượt xa cả Tokyo. Đảng Dân Chủ cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử bổ sung tại Seoul và Busan vừa tổ chức vào ngày 7 tháng 4 vừa qua của Hàn Quốc. Kết quả này làm dấy lên lo ngại
về tương lai của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm sau. Trong một thông cáo báo chí được phát đi, quyền chủ tịch đảng Dân Chủ cầm quyền Kim Tae-yong đã thừa nhận đã gây thất vọng lớn cho các cử tri, trong khi chủ tịch lâm thời của đảng Sức mạnh chống dân Kim Jong-in ca ngợi cuộc bầu cử đã đánh dấu chiến thắng thuộc về người dân. Chiến thắng vang dội của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân đã phá vỡ chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp của đảng Dân Chủ cầm quyền, bao gồm hai cuộc tổng tuyển cử vào các năm 2016 và 2020, cuộc bầu cử địa phương vào năm 2018 và cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2017. Hãng taxi công nghệ Uber thông báo gói kế hoạch tung ra cứu trợ trị giá 250 triệu đô la để thu hút các tài xế quay trở lại sử dụng nền tảng này trong thời điểm thị trường đặt xe qua ứng dụng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Theo Uber cho biết, gói cứu trợ trị giá 250 triệu đô sẽ được sử dụng để thúc đẩy thu nhập của các tài xế tại Mỹ. Tuy nhiên, Uber không cho biết thông tin chi tiết về cách phân bổ số tiền này cho các tài xế. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh lúc 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC chính thức ra mắt chuyên trang điện tử VTC Now tại địa chỉ www.vtcnow.net. Lần đầu tiên, một chuyên trang điện tử tiếng Việt cung cấp liên tục các bản tin trực tiếp Breaking News với sự xuất hiện của hàng trăm phóng viên tại nhiều điểm thời sự nóng bỏng, còn làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ cho một con người. Lần đầu tiên, khán giả Việt Nam được theo dõi các tin tức theo dạng đồ họa, mô phỏng hiện đại và sống động. Những chương trình bản quyền hấp dẫn nhất trên hệ thống 15 kênh truyền hình VTC được chắt lọc và công chiếu liên tục mỗi ngày. Hệ thống lịch phát sóng tự động giúp khán giả tra cứu và theo dõi nhanh nhất các chương trình đã đang và sẽ phát sóng trên VTC. Những TV show ăn khách, những video hấp dẫn về sức khỏe và ẩm thực mỗi ngày, những bộ phim đặc sắc của các nền điện ảnh hàng đầu thế giới, và không thể thiếu là những nội dung độc quyền chỉ dành riêng cho khán giả online. Đó là âm nhạc, là series các chương trình podcast, sách nói, chuyện hay, là những bộ phim tài liệu lịch sử, khoa học kỳ bí, là câu chuyện chưa từng được khai phá về công nghệ, vũ khí, quốc phòng, và là cả một thế giới thể thao sống động, thế giới showbiz đầy sắc màu. Hãy truy cập www.vtcnow.net để theo dõi các chương trình đặc sắc của VTC ngay hôm nay.